Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ đến vụ án sát hại thương tâm cô gái ở Đồng Nai hôm 29 Tết vừa qua mà nóng 24 giờ đã từng đưa tin. Đến nay sau gần 2 tháng điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra kết luận đề nghị truy tố đối tượng sát hại giả mang cô gái này về các tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Theo kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đăng Khoa 25 tuổi, ngụ thị xã Cây Lậy tỉnh Tiền Giang và gia nạn nhân VTT 25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, phường Tân Nhân Phú B, phòng của Khoa ở dãy đối diện với giải phòng của chị T. Do không có tiền tiêu xài, ngày 8 tháng 2, tức 29 tháng Chạp, thấy chị T ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê ăn Tết, nên Khoa nảy sinh ý định nhờ chuyển đồ từ dùng dao tấn công sát hại chị T. Sau đó, lấy một lắc vàng, ba nhẫn vàng, một điện thoại iPhone 12 Pro, một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tay vàng và 3 triệu đồng cũng như thực hiện hành vi hiếp dâm chị T. Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã phân thi thể của chị T cho vào các túi ni lông để phi tan ở kênh gian đường đi vào khu công nghệ cao thuộc phường Tân Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Sau đó, Khoa bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân, còn cầm một số khác, đóng xe khách về nhà bạn gái, tại xã Cát Khánh, nguyện phù các tỉnh Bình Định chơi Tết. Cho đến ngày 13 tháng 2, Khoa bị bắt giữ hiện khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình